Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 5, Chi cục Đê điều phòng và chống lụt bão tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 7 giờ cùng ngày, đập thủy lợi Đầm Thìn thuộc xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị vỡ khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Hàng chục hecta hoa màu của người dân bị nhấn chìm. Theo Chi cục Đê điều phòng và chống lụt bão, sáng sớm nay người dân phát hiện có hiện tượng rỉ nước trên thân đập và đã báo cáo chính quyền địa phương. Sau khi kiểm tra thấy nguy cơ vỡ đập, lực lượng chức năng đã đến để tiến hành di rời các hộ dân thuộc vùng hạ lưu. Hiện nay, điểm vỡ đã lan rộng từ 5m đến 6m. Lãnh đạo huyện Cẩm Khê và xã Cấp Dẫn đã có mặt và huy động phương tiện, nhân lực để di rời 17 hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời có phương án khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất. Ôi, nào trông ghê này. Nước ở đấy trong mà sao đằng kia đục thế nhỉ? Bên kia là mất đỏ. Tôi nhìn thấy à? Chỗ này thì làm sao mà căng được một căng? Chỗ này chảy như thế này căng cứ. Đây là đập Cấp Dẫn bà con nha. Sập. Vỡ đập Cấp Dẫn bà con nha. Quay không tí nữa về vì mình không có mạng nên mình chỉ quay thôi. Muốn xuống chỗ này tao lại phải đi ra đằng này. Trượt ngã vỡ mông ấy. Đây kia. Đi chơi. Kéo ơi, chỗ này kéo sáng rồi ngập đấy nhở. Đi ra đằng này nè. Cầm dao để chém cá. Kinh khủng. Mày điên à? Cua, nhìn ra bỏ con cá kìa. Thế cắt đầu thôi thầy. Được quả cá thì phèng mất đầu rồi. Nhiều con cá. Té thêm một cổ. Chém đứt đôi đây đầu con cá. Cứ thế mà có. Nhìn nó sập kinh khủng nhỉ. Sập cái kinh khủng. Kia là gì ấy rồi, không ấy được đâu, rất là đau nguồn.